Hello, xin chào quý vị. Lý Hương đang có mặt tại đường Nguyễn Thị Nhỏ. Đây là đường Nguyễn Thị Nhỏ cắt với lại đường Tân Thành. Hôm nay thì xin mời cả nhà đi lại một cái quán hải sản rất là to và đẹp ở khu này. Nổi tiếng là hải sản tươi sống và rất là ngon. Đây là quán... Đây, địa chỉ đây cả nhà. Giang Ghẻ Chính chấm cơm nằm ở số là 147 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11 ha. Đây, có rất là nhiều cô nàng xinh đẹp ha. Ở bên đây thì có hải sản rất là tươi sống. Và khi mà mình lựa rồi á, thì các nhân viên ở đây sẽ bóc ra và cân thành ký. Đấy, mọi người đang bốc ra rồi để lên cân đó, cân ký ha. Rồi sau đó là mình sẽ vô chế biến. Thì ở đây cái thời giá, giá nó sẽ theo thời giá. Và phần chế biến thì có cái chi phí cố định ha. Tôm nhỏ, sò mai, đây con sò mai, wow, con nó to ghê cả nhà. Còn phía bên kia cái con đó là con, à, tu gì? Tu hài. Tu hoài. Tu hài. À, quán mình tên là Giang Ghẻ hả? Đúng rồi chị. À, chi nhánh thứ 9 nha chị. Chi nhánh thứ 9. À. Rồi trên đây có rất là nhiều con tôm đang bơi ha, cái này là tôm sú. Này là 420 đấy. Tôm càng 509. Nó còn đang rất là sống và được thở oxy ha. Và giá trên chưa bao gồm phí chế biến và VAT. Ở bên đây có cá lăng. Cá trình bông. Trong đây thì có cá trình bông với lại cá ngọc đê, cá giòn thái. Ôi bên đây con sò gì không có để tên, ở giữa thì có nghêu, cua. Ở bên kia là hào ha. Đây mọi người đến ăn rất là đông. Và đây là bàn của Lý Hương. Hi, xin chào anh Hiền. Bên kia là thầy của Lý Hương, thầy Dũng. Còn bên đây là người dân. Đây quán rất là đông. Ở đây mấy cây cột thì được trổ cái họa tiết hơi mang phong cách Trung Hoa chút ha. Ở đây thì dàn nhân viên phục vụ rất là nhiều, rất là đông. Ở phía ngoài đó thì có tiếp tân, lễ tân. Ở đây thì tha hồ mình ngắm hải sản. Ở đây thì hồi nãy á, mấy anh kia có nói là có về cua hoàng đế. Đây là những con cua hoàng đế. Tôm hùm Alaska. Wow, rất là to. Cái này cá gì anh? Hả? Cá mặt quỷ hả? Để anh vớt lên con cá mặt quỷ. Ôi dồi. Ôi nhìn sợ quá hả? Cá mặt quỷ đúng thiệt. Nhìn nó giống như cái hòn đá đó anh. Còn bên kia cái con gì anh? À, cua hoàng đế hả? Ủa rồi con bên... Quỳnh đế. Cua Quỳnh đế. Còn con cua bên đây là cua hoàng đế hả? Cua vua hả?
Ốc giác vàng. Wow. Ồ, một con rất là to. Con rất là to ha. Lấy cua huỳnh đế. Rồi, vô chế biến. anh, cho em hỏi cái con cua bên đây kêu bằng con cua gì vậy? Cua bên đây nè. À, tức là con cua vua đúng không? Cá này là cá bơ. Cá đó là cá gì? Cá bơ. Cá bơn nè. Ồ. Thì mọi người ra đây thì tha hồ để lựa chọn hải sản tươi sống ha. Đây con tôm tích. Tiếp tục ở bên đây là cá mú ha quý vị. Hồ nghiêu, loại to, ốc hương. Rồi cái này là sò quýt. Và giá thì có để trên đây. Theo đơn vị là lạng ha. Ca là viết tắt của ngàn đồng đấy. Trên một lạng. Cả nhà đi coi những cái video của Lý Hương thì sẽ cập nhật được thời giá luôn ha. Cá tầm ở đây là 34 ký ca một lạng, 61 đây cá hồi. Ồ. Bên đây cá gì sạch rồi. Nó còn đang bơi tung tăng. Ở bên đây để có cá chim 34.000 một lạng. Cá bớp, hào, rồi bên đây là bạch tuộc. Sau khi chúng ta chọn hồi nãy thì Lý Hương chọn được 4 món. Đó là món tôm sú thôi. Rồi sò mai với lại một cái thố bao tử hầm tiêu với lại một cái món gì nữa quên mất tiêu rồi, sò gì đó, xíu nữa sẽ quay cho cả nhà. Đấy thì tình hình là hải sản rất là tươi sống. Mọi người chọn món sau đó thì các nhân viên sẽ lấy và cân, sau đó thì chúng ta tính thêm cái phần chế biến nữa sẽ ra là cái món ăn của mình. Thì chúng ta có thể là ngồi ở phía dưới đây hoặc là chúng ta lên lầu ngồi. Nhưng mà thường á, đây cả nhà thấy không, ở phía ngoài rất là nhiều ô tô đậu dài đường luôn. Quán này khá là đắt, khá là đắt khách đấy, vì hải sản rất là tươi, mặt bằng thì khá rộng lớn và xe đậu thoải mái. Nguyên một dàn ô tô rất là xịn. Chợ hải sản sống bắt tại hồ. Trẻ con thì tha hồ ra đây để học ha, để nhìn những cái con vật, không cần phải đi ra biển đâu. Bây giờ thì Lý Hương sẽ đi vô. Đây là cái phần, có thể là cái phần của bạn mình chắc. Đúng rồi, phần của bạn mình. Đây, phần tôm sú. Thấy em hay không? Em nhìn cái biết của bạn mình luôn á. Đây là 6 lạng. Phần này 6 lạng. Tôm sú hả?
Ở bên kia là phần bao tử hầm tiêu. Được hai món rồi, xin mời quý vị nha. Cái này là món sò mai ha. Sò mai nướng mỡ hành. Lý Hương gọi 4 con và đã ra luôn rồi. Đây. Đây là tôm sú thôi, nhỏ xíu à. Con này mới đã nha. Mọi người rất là tin tưởng cho Lý Hương đi chợ đó. Và bên đây, đại ca bên đây thì nói là đi chợ hải sản mà sao ăn bao tử thấy hơi kỳ kỳ. Kệ. Đấy, bên đây là một con như thế này là giá 65k đó. À. Con này là cái gì? Con sò mai. Sò mai nướng mỡ hành. Hai con đó. Không, một con á. Một con được. À không, bốn con á. Sò mai nướng mỡ hành ha, còn bên đây là một bao tử hầm tiêu. Ở đây là tôm sú, món này cũng rất là thông dụng thôi. Tôm sú này thời giá hôm nay là bao nhiêu quên ta, 420 thì phải, cái này là 6 lạng nha quý vị. Rồi. Bây giờ anh em mình xong rồi ăn đi cho nó nóng đi. Dạ, xin mời quý vị, xin mời cả nhà. Xin mời anh Hiền, xin mời thầy Dũng. Cái chương trình mà sao đồ đề nghề đâu. Thấy máy móc nhanh quý hết giờ chắc là không có nhớ hàng. Rồi đi thôi. Dạ. Ba anh cũng vô trước đi để em chỉnh cái máy. Rồi năm 2007 là coi là biết là ông mời chầu thứ hai thế giới, năm 2007 là bán 900 triệu cổ phiếu, cũng không ăn, bỏ ăn rồi.
làm cho si hay là như si bên mua đó quá. Mất cô rồi. Cô đang nói bạn tôi không dọn lại. Lúc này anh bảo em, anh bảo anh ấy pha bóng chuẩn.